Em chào anh Lâm Hoàng Lam nhé. Em chào anh Dương Kết này. Ui nắng quá. Có con bò nào không em? Bò hay là gì thì cũng đều có nha anh nhé. Em xin phép được ghi số điện thoại lên đây nào. Nắng quá hôm nay em định không nai. Cười cái coi cười luôn anh ơi. Vào muộn với em, chúc em cuối tuần bán được nhiều xe. Vâng anh ơi. Cảm ơn tất cả khách hàng của em nhé. Vào muộn là vì hôm nay em định là nghỉ hôm nay vì nắng quá. Tóc tai búi hết lên rồi. Bán xe lại chất nữa. Dạ em cảm ơn anh Lâm Hoàng Nam này. Em đã ghim số điện thoại rồi. Nhưng anh nào muốn xem xe nào, mắt còn cận không nhìn rõ chữ luôn, em xin phép đeo cái quả kính này vào. Em xin phép đeo quả kính vào vì em không nhìn rõ ạ. Em chào anh Ngô Hùng. Quáng quá em không nhìn rõ luôn. Các anh đang xem buổi báo giá livestream trực tiếp của em Lê Hương thì cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ đây nào. Hôm nay là chủ nhật rồi. Anh ơi ở tỉnh nào thì cũng sang tên được anh nhá. Bây giờ bấm biển là về huyện bấm rồi. Huyện nhà nào nhà đấy về bấm rồi. Rất là tiện luôn. Sang tên được tất cả luôn anh ạ. Xe thì chủ mã đầy đủ luôn nên là sang tên đổi chủ cực kỳ đơn giản luôn nhá. Thời tiết nay oi nắm anh ơi, Hải Dương nó lắng hẳn cơ. To dã man. Các anh ăn cơm chưa ạ? Chúc anh và gia đình các anh nhá, một ngày cuối tuần bên gia đình này, ngày chủ nhật này, thật là nhiều niềm vui bên gia đình. Chia sẻ giúp em ạ, hôm nay em chỉ tính là live tầm 15-20 phút thôi. Nắng như này này thật em không thể nào chịu được. Trắng lõn là không trắng đâu anh ơi, đen lắm. Khách đến giật mình mà sao có mấy hôm không gặp. Tháng trước anh đến mua xe em trắng cơ mà sao tháng này đến em đã đen thế này rồi. Nắng quá anh ạ. Các anh chia sẻ lên giúp em nhé. Rất là nhiều xe ô tô luôn. Chia sẻ giúp em lên trang cá nhân và hội nhóm ạ. Em đợi khách hàng một chút nữa là em sẽ đi báo giá đây. Nói chung bây giờ nhiều nhất vẫn là bán tải này. Kia Morning, Hyundai i10 nhập khẩu. Chí Linh cũng lóng, anh Dương Kết ở Chí Linh ạ. Thế là anh em mình cùng tỉnh rồi. Chí Linh là có vải này và mùa này cả lóng em cũng thích ăn vải. Hải Dương lắm lắm luôn. Sợ thật sự cái thời tiết này. Chia sẻ lên giúp em ạ, hôm nay là cuối tuần mà. Rất là nhiều khách hàng đang quan tâm về mẫu xe thì em đợi một chút nữa thôi này, em sẽ đi báo giá này. Cho em xin một phút nữa thôi. Rất là lắng luôn. Chia sẻ lên giúp em nào. Em chào bác Nguyễn Thành Lương này, hôm nay em vào muộn một chút này. Lắng quá. Khách hàng cứ quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Em chỉ đợi đúng 20 khách hàng thôi là em sẽ đi báo giá trực tiếp trên fanpage của em rồi. Hôm nay thì em về nhiều xe nhé. Bán tải về thêm rất là nhiều. Em xin phép được quay sang cam sau để đi một vòng trước này. Em chào anh Phạm Thuận này. Xin phép được các bác cho em quay sang cam sau. Đội quả lón lên, áo giáp lên để chiến đấu này. Lắng lắm luôn. Em chào bác Nguyễn Hậu nhé. Các bác quan tâm xe nào thì cứ để lại bình luận ở đây giúp em nhé. Để lại bình luận phía dưới bài cho em. Lắng quá. Ở đây khách hàng nào mà thích xe mà một chiếc xe Hyundai i10 mà nước sơn màu đỏ đẹp này, bản đủ nhé. Giá chỉ có 245 triệu thôi, mới về hôm qua đây. Đời 2015 nhập khẩu, động cơ chỉ có 1.0. Cực kỳ sắc nét cho em luôn này. Biển 37, giật cơ mình. Biển 37, nước sơn màu đỏ đẹp nhá. 245 triệu, đời 2015. Bản đủ sẽ có gì? Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Màn hình giải trí này. Và em này thì cũng có đề lỗ thông minh và bối bộ ghế da. Các bác nhìn này, một bác chủ phải thật sự yêu xe. Thật sự phải đầu tư thì mới đầu tư được bộ ghế da đẹp như thế này. Vừa mát này, mùa hè thì ngồi mát mà mùa đông thì ngồi rất là ấm luôn. Trần thì cũng trần lên là dần da 3D rồi. Hôm qua lại có một cuộc bóng đá.
Thì sau mỗi một buổi bóng đá thì xe ô tô về thêm rất là nhiều. Thắng hay thua thì đều lên xe và xuống xe này các bác, mua xe này, giá đẹp luôn. La răng thể thao đẹp, phanh ABS, xi nhan trên gương, bản đồ đi nhá. Giá chỉ có 245 triệu. 245 triệu ạ. Hôm qua thì em cũng lên một video chi tiết về một video là về ba mẫu xe gầm cao bên em. Gầm cao 5 chỗ ngồi thì đây ạ. Một chiếc xe Ford EcoSport bản Titanium cao cấp nhất cho em. Đời 2018 số tự động. Đời 2018 EcoSport form dáng mới này. Màn hình giải trí này, đề lỗ thông minh, túi khí an toàn quanh xe. Giá chào bán 535 triệu đời 2018. Trang bị động cơ là 1.5 ạ. Em chào anh An Bùi này, chào anh Trình Bùi, chào anh Lê Trường An nhé. Bên đây thì em về thêm một chiếc xe Kia Rio. Lúc sơn màu trắng đẹp, biển 14 này. Đèn là đèn halogen, đèn là gầm là đèn bi nhé. Kia Rio biển 14, đời 2015, bản nhập Hàn nguyên chiếc này. Số sàn, động cơ trang bị 1.4, em đang bán là 325 triệu. Hôm nay thì em sẽ báo giá qua thôi. Báo giá qua thôi ạ. Kia Rio đây ạ, đẹp căng luôn các bác nhé. Em về thêm hai chiếc Kia Rio luôn. Đều là màu trắng đẹp, bản sedan, la răng thể thao. Dòng Kia thì đi cực kỳ bền cho em này. Kia Rio 2015, động cơ trang bị 1.4, giá chào bán là 325 triệu. Lắng quá. Đây sáng nay thì em cũng lên cho mình một mẫu xe Hyundai i10 đây các bác nhìn cho em này. Bốn mắt cảm biến va chạm, biển thủ đô đẹp cho em. Bản đủ thì sẽ có gì? Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Bản đủ này là động cơ là 1.0 cho em. Túi khí an toàn, màn hình giải trí cỡ vừa thôi, đề lỗ thông minh đầy đủ nhá. Và bản đủ thì sẽ có cảm biến va chạm, tắt bật cảm biến. Gương kính thì cụp chỉnh auto tự động cho em này. i10 2014 bản đủ, giá chào bán 225 triệu. Em chào anh Quang Mạnh, chào anh Trinh. Anh Long Trinh nhá. Chia sẻ lên giúp em đi nào, muốn xem xe nào. Ví dụ như đây, một chiếc xe Kia Morning mới lướt sơn màu vàng zin đẹp. Đời 2016, bản này là bản nhập khẩu cho em. Mà giá chào bán bao nhiêu? 125 triệu thôi ạ. À xin lỗi, 215 triệu, ôi lắng quá, nói sai rồi. 215 triệu có cho em một chiếc xe Kia Morning màu vàng zin đẹp nhá. La răng thể thao cũng đẹp luôn, cực chất cho em. Bên đây thì em về thêm chiếc Lacetti CDX biển Hải Dương này. Lacetti CDX đời 2009 bản nhập khẩu, động cơ trang bị 1.6, em đang bán là 238 triệu. CDX thì có gì? Đề lỗ thông minh, cửa lóc, màn hình giải trí, túi khí an toàn đầy đủ cho em. Với chiếc xe này đời 2009 238 triệu thì em đã lên cho bộ ghế da mới đẹp căng rồi. La răng thể thao đẹp, phanh ABS chống bó cứng này. Ôi dồi ôi, thích ngã. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em nhé. Vios thì có Vios đời 2008. Bản limo nhưng mà lâng lên thành e xịn này. Bản limo lâng thành e nhé. Biển 38, giá chỉ có 178 triệu thôi. Vios nhưng mà có đề lỗ thông minh. Màn hình giải trí này, đời 2008, 179 triệu này. Lắng quá. Vios, Vios xịn sò thì em có đây nhá. Vios xịn bản e xịn đây, cũng là biển Hải Dương, đời 2016, số sàn, giá chào bán 365 triệu. Động cơ trang bị là 1.5. Xe thì quá là đẹp luôn. Các bác nhìn này, đầu đài nguyên bản theo xe. Túi khí an toàn. Thiết kế bên trong là form dáng mới rồi, từ ghế ra táp lô táp ly cải tiến nhìn đẹp mắt cực kỳ luôn ạ. Vios thì là thương hiệu rồi đúng không? Các bác là nghĩ đến chất lượng này, tiết kiệm này, giữ được giá này thì các bác nghĩ ngay đến Vios này. Vios bản e xịn đời 2016, giá chào bán 365 triệu. Em chào anh Tạ Duy, chào anh Sơn Hòa này. Chào anh Định Nguyễn, chào anh Đinh Bác Đinh Hường nhá. Các anh các chị đang xem buổi báo giá livestream của em Lê Hương thì mỗi anh chị cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ. Anh xem xe gì ạ? Anh cứ đi vào đi ạ, bên trong có người tức. Anh cứ đi vào đi ạ, thư ký nhà em bên trong mà. Cho em bé vào trong cái đơn nắng anh ơi, vào trong văn phòng ngồi con này. Khách đi xem xe nhưng mà Hải Dương nắng quá. À đây, Sở Bắc đây.
Đây là chiếc sờ bắc mà hôm qua em đã nói này. Chiếc sờ bắc 85 triệu mà hôm qua điều hòa nó rét quá em suýt ốm. Điều hòa cứ gọi là led căng, các bác nhìn nước sơn đẹp không ạ? Thay vừa rồi em lại thay cho em nó bộ đèn. Đèn thì hôm trước thì em không hiểu làm sao nó một bên lổ một bên xịt, nó không lên, thay luôn đèn mới đẹp chưa? 85 triệu nhưng nhá, La Răng Hoa Mai thể thao, La Răng thể thao, phanh ABS. Ghế da các bác nhìn đây, 85 triệu mà ghế da này. Màn hình giải trí nhá, ghế da đẹp chưa? Hai màu. Phía sau xe đây. Phía sau xe nó chốt cửa. Phía sau xe đây em sẽ mở khách hàng cho xem. Đợi em một chút ạ, à. Em bị ấy cái gậy. Phía sau xe em sẽ mở khách hàng cho mình xem nhé. Xe thì cực đẹp luôn, 85 triệu không ai ngờ đến này. Đây ạ, à, phía sau xe đây. Xe đăng ký 2 chỗ ngồi. Cực chất cực đẹp cho em luôn. Đấy, các bác nhìn cho em kỹ này, nhìn đẹp chưa ạ? Đăng ký 2 chỗ ngồi nhưng phía sau đây cực đẹp này. La Răng thể thao nhá, phanh ADS. Phanh ABS điều hòa thì gọi là mát lạnh luôn. Mát lạnh luôn ạ. Em chào bác Hà Hà, bác Trường Lê này. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Hyundai Accent này là của khách, không phải là của nhà. À xin lỗi, là nhà mới về đây. À Hyundai Aventa. Hyundai Avante đây ạ. Avante đời 2014. Bản này là số sàn. Bản lắp ráp cho em. Động cơ trang bị là 1.6, giá chào bán chỉ có 279 triệu. Em xin phép một chút tại vì cái điện thoại nó bị rơi. Em sẽ bật lại. 279 triệu Hyundai Avante đây nhá các bác nhá. 279 triệu. Bản này là lắp ráp trong nước đời 2014 đẹp cho em. Xin phép các bác một chút tại vì em nằm rơi điện thoại. Đây nó bị đơ. Đây ạ. Biển 34 bánh đậu xanh. Có cho em giải đèn led này, đèn halogen này, đèn gầm đầy đủ luôn nhé. 279 triệu đời 2014 Hyundai Avante đây. Màn hình giải trí cỡ vừa nhé. Các bác nhìn cho em này, ghế da hai màu cực đẹp luôn. Số sàn 279 triệu. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Kia Rio với nước sơn màu xanh đá. Xanh than than ý ạ. Không phải màu đen đâu mà màu xanh than. Bản này là Kia Rio bản nhập khẩu đời 2015. Em đang bán là 350 triệu vì em nó là số tự động ạ. Có ga tay tự động này, màn hình giải trí này, gương kính này, cụp chỉnh auto này. Cái cần số thì cái áo da của nó hơi bị xấu một chút nên em đang gọi thợ đến để thay. Thay cái áo da mới nhìn cho nó đẹp. Xin nhan trên gương nhé các bác nhé. La Răng thể thao, 4 bánh đều là phanh ABS chống bó cứng này. Rio đời 2015 nhập khẩu số tự động. Giá chào bán 390 triệu này. Nắng quá em Hương ơi, em sợ thật đây, em đang định nghỉ nay đây. Ra đến nắng này tự dưng không thở được luôn. Sợ dã man luôn chị ơi. Ở đây sờ bắc này là màu xanh lá mạ nhá, hay còn gọi là màu xanh cốm này. Giá chào bán là 85 triệu. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Hyundai Tucson. Tucson máy dầu 2 cầu số tự động đời 2010, giá chào bán 535 triệu. Nhập khẩu cho em này. Đèn pha là đèn bi salon, đèn gầm cũng là đèn bi. Giải led định vị ban ngày có ở trước mặt ga lăng luôn. Xin nhan trên gương, có kệ bước chân lên xuống này. Xe này thì zin toàn xe cho em, từ nội thất máy móc zin luôn. Máy dầu 2 cầu đẹp cho em nhé. Có cả sấy sưởi kính này. Và với em này là bản nhập Hàn nên là có cả sấy sưởi ghế cho em. Vì bên Hàn lạnh mà nên có cả sấy sưởi ghế này. Có hỗ trợ trơn trượt, có hộ đổ đèo cho em luôn nhé. Ghế da hai màu điều hòa thì mát lạnh cho em. 535 triệu. Động có trơn trượt, có đổ đèo. Động cơ Ecotec cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cho em này. Đời 2010 máy dầu nhá, 2 cầu số tự động. Ở đây thì em có cho khách hàng nhà mình một chiếc xe Hyundai i10 nữa này. Số sàn, bản nhập khẩu, 5 chỗ ngồi. Đời 2010 mấy nhỉ? Em này là đời 2016, giá chào bán chỉ có 235 triệu.
Ghế da thì là ghế da hai màu đẹp cho em rồi. Y10 đây ạ. Ốp mạ chrome cao cấp trên tay lắm cửa rồi. Cũng như là có một cái bộ la răng dạng phay xoắn như này rất là đẹp luôn. 235 triệu. Em sẽ quay lốt chiếc màu xanh này. Màu xanh này mới về thôi, nhưng em chỉ quay khách hàng nhà mình thích màu xanh thì em có màu xanh nhé. Kia Morning Velux sơn màu xanh đây ạ. Vàng có, xanh có, trắng có, bạc có. Màn hình giải trí rồi, hơn 200 chút xíu thôi. Em xin phép được đi vào bên trong. Chứ nắng như này là em không thể nói được. Nắng quá. Em chào bác Oanh Lê này, chào bác Phạm Tùng này, chào bác Nguyễn Đăng Quang, các bác chia sẻ em đi nào. Nắng như thế này, ôi. Y10 đời 2014 nhập khẩu số sàn 195 triệu. Và bên đây thì em cũng có cho khách hàng nhờ mình một chiếc xe Vios đời 2011, màu trắng đẹp, giá chỉ có 210 triệu thôi ạ. Lacetti EX đời 2009, máy to cực khỏe này. Vừa mới đổ xong mà không nhìn thấy ạ. Anh đổ xong ở đấy anh Luật. Ồ, anh có nhìn thấy một cái đứa nào nó dở hơi, nó mặc áo lắng, mặc áo dài, nó cứ đi loanh quanh thì đấy là em anh Luật ơi. Lancetti EX máy to nhá, 150 triệu. Captiva đây ạ, em có một chiếc Captiva 7 chỗ ngồi số tự động đời 2007 đây. Giá chào bán hai chờ là 222 triệu này. Nắng quá này em phải chạy thôi. Ở đây này CDX hiện tại nếu như bác nào muốn mua xe thì CDX em có nhá. Đời 2009 nhập khẩu màu bạc 245 triệu, đề lỗ thông minh, túi khí an toàn đầy đủ này. CDX màu đen bên đây thì là 238 triệu, cũng là đời 2009 này. Nói chung là xe cứ nhập được rẻ thì em sẽ để lại khách hàng cho mình giá rẻ, nên là xô lệch nhau có vài triệu thôi ạ. CDX thì sẽ có màn hình giải trí, túi khí an toàn, cửa lóc, đề lỗ thông minh đầy đủ luôn. Em chào anh Phạm Hữu Tuấn này. Ui ôi, vào đây em mới cảm tưởng em sống ra. Ui ôi, phải đeo kính không đọc được chữ luôn. Y10 bản sedan 2 đầu, giá chào bán là 238 triệu đời 2015. Vừa mới đổ xăng mà không nhìn thấy. Chắc em đeo áo lắng, đội lón hay không nhận ra. Mọi ngày thì trông sang chảnh nhưng mỗi lúc lên livestream mà trông hơi bết. Màn hình giải trí OLED to cho em nhé. Đây ạ, Hyundai Y10 đời 2015 nhập khẩu 238 triệu. Bên đây thì có Kia Zondo máy dầu 7 chỗ ngồi số tự động biển 37 đẹp. Gương kính thì cụp chỉnh auto tự động cho em. Zondo máy dầu 2014. Giá chào bán 468 triệu ạ. 468 triệu đầy đủ đồ chơi option cho em. Màn hình đề lỗ thông minh không thể thiếu rồi. La răng thể thao và phanh ABS. 2014 468 triệu 7 chỗ ngồi số tự động. Động cơ trang bị là 1.7 ạ. Bên đây thì có một chiếc xe Vios đời 2016 số sàn nước sơn màu vàng cát. Một chủ từ mới nhá. Zin đẹp cho em. Màn hình gì ạ? Phạm Tất Thành màn hình gì ạ? Đây ạ. Kia Rio ạ. Màn hình đầy đủ anh nhá. Nhưng mà vì em chốt khóa cửa rồi, chiếc xe nó xịn xò lắm. Nó chỉ cần mình cầm chìa khóa đi ra thôi là nó sẽ tự động chốt khóa cửa rồi. Màn hình xịn luôn anh Tất Thành nhá. Vios đây ạ, Vios bản e xịn tư nhân một chủ này. Đời 2016 số sàn, giá chào bán 365 triệu. Các bác ơi, chia sẻ lên cho em nào. Hừng hực luôn, nắng quá. Em chào anh Nguyễn Thanh Hải này, anh Nguyễn Thành này, anh Khang Vũ này. Mỗi anh cho em xin một lượt chia sẻ đi. Lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em. Em chào bác Thơ Quang, bác Trương Văn Hùng, bác Trương Nguyễn này. Chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Nhiều xe đẹp lắm. Cắt xả nhanh cho mình này. Kia Morning đời 2017 nhá. Các bác nhìn cho em này. Đời 2017 số sàn. Sáng nay thì mới lắng quá. Khách cũng ngại đi. Chắc mới chỉ chốt được full tiền hai chiếc xe. Còn cọc thì cũng cọc được có 3 chiếc thôi anh ạ. Chắc hôm nay cuối tuần các bác cũng đi chơi nữa. Các bác hay chốt xe về đêm anh ạ. Lúc đấy bắt đầu mình nghĩ tính toán, bắt đầu mình chốt xe. Kia Morning 2017 giá chào bán 240 triệu. Em cũng đang tính là khả năng em sẽ live tối thôi. Sẽ live khung giờ từ 6:30 đến 7:30, hoặc từ 7:30 đến 8:30 thôi. Chứ live cái giờ này sức khỏe của em không thể chịu được, lắng lắm.
Em có một chiếc xe Vios bản E xịn đời 2008 này. Là 2009. Đời 2009 giá chào bán 208 triệu. Bản này là bản E xịn này. Em sẽ đi nhanh nhá. Hôm nay em sẽ đi nhanh này. Khách hàng nào quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em ở dưới cái bình luận này, ngày bài live stream này. Bình luận cho em là ở đây. Hoặc để lại số điện thoại tí nữa xuống live stream để em sẽ kết nối, em gửi hình ảnh video cho mình. Vì lắng như thế này em không nói kỹ được ý. Cờ rui. Em có một chiếc cờ rui số tự động đời 2011 giá chào bán 265 triệu, nước sơn màu đen. Trang bị động cơ 1.6 này. Số tự động đẹp cho em. Ốp hết mạ chrome cao cấp, phanh ABS đầy đủ cho em này. Nội thất bên trong thì cực kỳ sạch sẽ. Số máy thì em cam kết dù mua chiếc xe 66 triệu rẻ nhất bên em, em cũng cam kết là không đâm xô và không ngập nước. Hồ sơ pháp lý lúc nào cũng phải đẹp luôn, chuẩn chỉ này. Bên đây thì 5 chỗ ngồi gầm cao, thì vừa rồi em quay một chiếc xe Ford EcoSport đời 2018 là nước sơn màu nâu. Thì bên đây em có Ford EcoSport đời 2016 màu trắng đẹp này. 2016 trang bị động cơ 1.5, em đang bán là 435 triệu. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này, đề lổ thông minh. Màn hình cỡ vừa thôi, nếu thích màn hình thì em lại lên màn hình cho. Giả có gì nhỉ? Có cho em là 6 túi khí an toàn nhé. Giá chỉ có 435 triệu thôi. Xe thực sự là đời bây giờ rất là rẻ luôn. Chỉ cần 1-2 tháng nữa thôi là xe nó lại vào trong cái guồng, nó lại sẽ bị lên giá. Nên thời điểm bây giờ các bác mua xe là quá là hợp lý này. Bên đây thì em lại tiếp tục một chiếc xe CDX đời 2009. Đây là CDX nhập khẩu, đề lổ thông minh, màn hình giải trí, cửa lóc đầy đủ cho em. Giá chào bán chỉ có 238 triệu. Nhập khẩu, động cơ trang bị là 1.4. À, em này là 1.6 nhé. CDX là 1.6 này. Live từ 7:30. Em cũng đang nghĩ vậy anh Sơn ạ. Chứ lắng như thế này, nếu như mà em khỏe thì em live được cơ. Nhưng mà sức khỏe nó lắng quá nên em không chịu được. Em giống như gà công nghiệp ấy, lắng quá là không chịu được. Em cũng đang nghĩ là sẽ live từ 7:30 đến 8:30 cho nó mát. Mà khách hàng xem cũng dễ. Chẳng qua là cái khung giờ này em theo lâu rồi nên em bỏ, sợ nhiều khách hàng đến lúc lại không biết được xem được video anh ạ. Em cũng sẽ đang tính là sẽ đổi thời giờ live stream ạ. Ở đây thì em có một chiếc 7 chỗ ngồi Mazda Fremacy số tự động đời 2002. Giá chào bán chỉ có 172 triệu này. Các anh ơi, lắng như thế này thì phải chia sẻ hộ em Lê Hương một nút đây ạ. Chia sẻ giúp em lên đi ạ. Santa Fe máy dầu. Bản này bản đặc biệt 10 túi khí, máy dầu 2 cầu số tự động. Giá chào bán chỉ có 468 triệu đời 2009 đấy ạ. Santa Fe máy dầu nhá, xăng đắt như này thì đi máy dầu là rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Máy số thì cực kỳ ngon rồi. Bên đây thì em có một em siêu bán tải mini số tự động. Đăng ký 2 chỗ ngồi, màn hình giải trí xịn sò cho em này. Một chiếc xe Kia Morning Van đời 2013 nhập khẩu, trang bị động cơ là 1.2. Xe đăng ký 2 chỗ ngồi nhưng thiết kế là 5 chỗ ngồi nhá, nên các bác có chở hàng, chở người thì vẫn chở được. Nếu như con mà dưới 16 tuổi thì vẫn chở được, còn nếu như con trên 16 tuổi thì về đúng nghĩa là 2 chỗ ngồi cho em. Nước sơn màu tím, hồng tím, nhìn rất là đẹp luôn. La răng thể thao đẹp và giá chỉ có 240 triệu thôi ạ. Bên đây thì em có một chiếc xe Kia Morning bản đủ cho em. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, la răng thể thao, phanh ABS. Ốp hết mạ chrome cao cấp trên tay nắm cửa này. Bản đủ nhá. Giá chào bán 225 triệu, động cơ 1.2. À em này 1.0 thôi. Siêu tiết kiệm này, màn hình giải trí cỡ vừa. 225 triệu. Nhiều xe lắm ạ. Bán tải em có này. Bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Vios đây. Vios đời 2009 giá chào bán 185 triệu. Đời 2009 lên cho em màn hình giải trí rồi. Ghế da thì em cũng bọc lại cho xịn sò, ngồi cho nó sướng cái mông. 185 triệu này. Hyundai i10 nhập khẩu, bản này là bản 2 đầu nhá. Bản sedan 2 đầu, đời 2015, giá chào bán là 238 triệu. Nước sơn thì màu trắng đẹp, ốp mạ chrome cao cấp trên tay nắm cửa này. Màn hình giải trí cũng có rồi, ghế da sạch sẽ, số máy cực ngon. Giá chào bán 238 triệu. Em chào anh Xuân Nhất này, Santa Fe này, 468 triệu. Ở bên đây thì có một em Captiva, giá chỉ có 215 triệu thôi. Màu đồng đẹp đời 2007 ạ.
22 chào 34, em chào anh Cường móm nhá. Các anh ơi, chia sẻ hộ em Lê Hương lên nào. Lắng ơi là lắng, em phải lấy đà để live stream. Mà ít khách hàng quan tâm như thế này, mà nhiều xe đẹp lắm. Chia sẻ lên để em có động lực live stream nào. Ôi, mồ hôi ướt đẫm bên trong rồi. Ở đây thì em tiếp tục cho khách hàng nhà mình một mẫu xe Sơ Bắc tập lái này, 95 triệu màu đỏ nhá. À, 93 triệu cắt lỗ còn 85 này. Xe tập lái thì đi cực êm cho em, máy số ngon. Bên đây thì có một em Zoti T600, một bầu trời công nghệ hội tụ vào đây. Em chào bác Giang Hân này. Zoti T600 320 triệu đời 2016, số tự động, trang bị động cơ là 2.0. Màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, có nghe gọi, ga tay tự động này. Có đề lổ thông minh này, cam hành trình, cam lùi. Và đặc biệt là em này cửa lóc là toàn cảnh luôn. Xe 5 chỗ ngồi gầm cao nhưng cửa lóc cực kỳ to luôn, toàn cảnh cho em. Một bầu trời công nghệ hội tụ với em T600 này. Giá chỉ có 320 triệu mà khóa cầu V-Side đầy đủ cho em. Khóa cầu phanh tay điện này, tẩu thuốc này, auto hết, màn hình là Z-Tech xịn sò. 320 triệu đời 2016 cho chiếc xe Zoti T600 nhập khẩu 2.0. Bên cạnh chiếc Zoti thì em có cho mình một chiếc xe Honda CR-V. Đây là một hãng Nhật Bản nổi tiếng này. Honda CR-V giá chào bán 408 triệu. 408 triệu thôi ạ. Xe này rất là đẹp, 5 chỗ ngồi gầm cao đây ạ. Bác nào thích 5 chỗ ngồi thì đi CR-V cho em đi. Thương hiệu đình đám này. Đèn pha là đèn bi salon, đèn gầm cũng là đèn bi salon. Trước sau thì đều có cảm biến va chạm. Màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ cho em. 408 triệu số tự động. Bên đây thì em lại có một siêu phẩm CDX này. Chỉ nhìn la răng thôi đã thấy chất rồi. La răng dạng phay 5 chấu đây ạ. Nhìn la răng thôi đã thấy chất rồi. La răng thể thao đẹp đây ạ. Giá chào bán bao nhiêu ạ? Chỉ có 245 triệu cho chiếc xe CDX. Số tự động đẹp, bản nhập khẩu nhá. Cửa lóc đầy đủ, đề lổ thông minh. 255 triệu đời 2009 nhập khẩu này. Trang bị động cơ là 1.6 cho em. Em sẽ báo qua nhé, hôm nay em hơi lắng một chút, em sẽ báo qua này. Xe thì rất là đẹp luôn, các bác nhìn cho em này, xe rất là đẹp luôn. Em chào anh Luân Trần này. Bên đây thì có i10 nữa đây ạ. Một chiếc xe Hyundai i10 nữa đây. Vừa mới về, vừa mới cập bến. Hyundai i10 số tự động đời 2015. Nhập khẩu bản đủ này. Trang bị động cơ là 1.2, giá chào bán là 328 triệu. 328 triệu các bác nhé, bản đủ cho em. Cam hành trình đề lổ thông minh không thể thiếu này. Bên đây thì có một chiếc xe Granit này, giá chỉ 7 chỗ ngồi, số tự động giá chỉ có 256 triệu thôi ạ. Để lại số điện thoại ở bình luận ở dưới cho em này. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ comment, để lại bình luận cho em thì em sẽ tư vấn khách hàng nhà mình. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Getz đời 2009 nhập khẩu, số sàn giá chào bán 158 triệu. Một chiếc xe Getz 158 triệu đây ạ. Ghế da hai màu đẹp luôn. Ghế da hai màu. Màn hình giải trí thì em này chưa lên, nếu như bác nào thích thì em tặng luôn một cái màn hình xịn này. Một cái màn hình xịn cho mình luôn. Giá chỉ có 158 triệu tặng màn hình, với em nó chưa lên màn hình. Bên đây thì em có cho khách hàng nhà mình một chiếc xe Mazda 3S, 3S này một chủ từ mới nhá. Giá chào bán là 395 còn 385 bao rút hồ sơ. Khách hàng nào thiện chí thì em vẫn bớt tiếp này. Mazda 3S tổ hợp phím bấm trên vô lăng, đề lổ thông minh, một chủ tư nhân zin cả xe, 385 triệu giá đã bớt rồi. Bên đây thì em có một chiếc bán tải Ford Ranger, đề lổ thông minh, màn hình Bilotic, số sàn 440 triệu đời 2014. Bản này là 2.2. Đời 2014 440 triệu này. Bản nhập Thái cho em nhé. Ford Ranger nhập Thái, có đèn LED định vị này, đèn gầm đầy đủ, đèn pha là đèn bi salon. Bên đây thì có cho em một chiếc Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze số sàn, giá chào bán chỉ có 100
em xin lỗi, 240 triệu này, số sàn đời 2011. Động cơ trang bị là 1.6 này. Em chào anh Đỗ LT, anh Nguyễn Duy Anh, bác Lý Tân này, bác Luân này, anh Lục Đình Lâm, anh Văn Triều, anh gì đây không nhớ biết đọc tên, và bác Nguyễn Hương Vân nhé. Các bác đang xem buổi báo giá này, quan tâm mẫu xe nào thì để lại bình luận cho em ở dưới này, hoặc là để lại số điện thoại thì em sẽ tư vấn cho khách hàng nhà mình một mẫu xe phù hợp với kinh tế này, điều kiện gia đình nhà mình. Đấy, livestream đến lỗi mà gậy hết cabin. Một chiếc xe Kia Morning đời 2010, số tự động, bản nhập khẩu nhé. Giá chào bán là 235 triệu. Đời 2010. Đời 2010 ạ. 235 triệu thôi ạ. Các bác nào mà bằng B1 như bác Hương Vân này, có đăng ký bằng B1 thì DM này cực êm cho em luôn. Màn hình giải trí thì chưa có nhé. Nếu mà thích thì em sẽ lên cho màn hình này. La răng hoa mai cực đẹp cho em luôn. 235 triệu cho chiếc xe Kia Morning đời 2010. Số máy ngon cực kỳ luôn nhé. Bên đây thì em có một chiếc Gentra phù hợp với những bác nào mà túi thì hơi mỏng nhưng vẫn đi được xe sang này. Gentra 136 triệu đời 2008 nhé. Bản sedan 2 đầu cực đẹp cho em luôn. Cực đẹp luôn, 136 triệu đây ạ. Gentra đây nhé. Màn hình giải trí có rồi nhưng cỡ vừa thôi. Bên đây thì em có khách hàng nhà mình một chiếc xe Ford EcoSport. Bản này cũng là bản Titanium cao cấp cho em nhưng mà giá rẻ này. 385 triệu, 5 chỗ ngồi gầm cao, Ford EcoSport đời 2015. Đơn giản vì nào nhập xe được giá đẹp thì em sẽ để cho khách hàng nhà mình giá đẹp. Chứ còn cam kết là không đâm xô, không ngập nước, hồ sơ pháp lý cứ phải đạt chuẩn chỉ này. Trang bị động cơ là 1.5, đời 2015, giá bán 385 triệu. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Số tự động. Bản này trang bị cho em là 6 túi khí an toàn. Màn hình giải trí thì chưa có này. Con Ford Ranger đấy ạ, anh, để em xem lại nào. Tại vì có nhiều bán tải quá. Anh Dũng này. Chiếc này là một cầu số sàn bản nhập Thái 2014 bản 2.2. Giá chào bán là 440 triệu. Màn hình giải trí có rồi. Màn hình giải trí Pilotic này anh này. Đề lổ thông minh có luôn. Đầu quay khó quá. Đây là đề lổ thông minh này. Màn hình giải trí nhá. Một cầu số sàn anh Dũng ơi. Một cầu số sàn. Còn bên đây thì có một em siêu phẩm Mazda. À em xin lỗi, một chiếc Nissan Navara. Nissan Navara đây ạ. Số tự động đời 2018. Giá chào bán 550 triệu. 550 triệu, trang bị động cơ là 2.5, số tự động một cầu 5 chỗ ngồi nhá. Bán tải Lisa màu xanh đẹp, ghế da thì đẹp căng, số máy cực kỳ ngon cho em luôn. Có màn hình giải trí rồi nhưng cỡ vừa thôi, quan trọng là số máy ngon. Cao dàn thoáng máy kệ bước chân lên xuống cực kỳ xịn sò. Lisa Navara 550 triệu đời 2018, số tự động đẹp. Gương kính thì cụp chỉnh auto này, xin nhan trên gương. Số tự động một cầu Nissan Navara màu xanh đây ạ, biển thủ đô Hà Nội. Và bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Matiz đây. Matiz tập lái chỉ có 66 triệu thôi. Matiz tập lái đây, em này là em út về giá rồi, 66 triệu. Trên em này thì còn có một em Spark tập lái nữa, 85 triệu, điều hòa cứ gọi là Z-Zone luôn. Matiz 66 triệu này. Bên đây thì có một chiếc xe Isuzu 140 triệu máy dầu đời 2003. Một chiếc xe Isuzu 160 triệu đời 2006 này. Những dòng xe này nó chất lắm. Các bác nào mà khu vực núi non, đồi cao hay là khu vực miền trong hoặc công trình, công trường mà các bác đi dòng xe này thì cực đầm cho em nhé. Vì là máy dầu mà. Máy dầu lên là đi rất là sướng luôn. Nội thất bên trong không chê được đâu ạ. Anh nào mà khu vực miền trong này, địa hình, địa lý mà đi nó có xấu này, đi máy dầu cho em đi. 160 triệu đấy ạ, máy dầu cho em. Còn bên đây thì em có một chiếc Mazda Fremacy đời 2003, cũng là 7 chỗ ngồi số tự động, 162 triệu. Bán tải thì em về nhiều lắm, em còn đăng về thêm 2 chiếc bán tải nữa cơ. 2 chiếc bán tải này, các bác nhìn từ xa cho em này. Một chiếc bán tải nữa là Nissan Navara 2019 màu trắng này. Ở bên ngoài bên kia còn có một chiếc san, à một chiếc xe bán tải 2 cầu số tự động D-Max của nhà Isuzu. Nó phải gọi là mới kính cong đời 2016.
đăng ký là cuối tháng 12/2017, giá hơn 500 nhưng mà lốp sơ cua còn nguyên tem. Chưa hạ dàn lốp mới, là chưa đi mòn một chút nào luôn. Nên thời điểm bây giờ các bác vào mua bán tải là có nhiều sự lựa chọn này. Bên đây thì em có xe Mẹc nhé. Mẹc xe 240 đời 2004, giá chỉ có 199 triệu. Số tự động đẹp cho em. 199 gọi là 200 triệu đi, là có xe Mẹc đi rồi, cực kỳ sang luôn. Bên cạnh thì có một chiếc xe Mẹc xe 250 đời 2010, cũng là số tự động, giá chào bán là 388 triệu. Động cơ trang bị là 1.8 số tự động nhé. Về xe Mẹc thì em nó sẽ là bình ổn này, không hề tốn xăng nhé, hệ điều hành cực kỳ tốt cho em. Đó, các bác nhìn cho em này. Nếu như các bác nhìn ở xe Mẹc, các bác sẽ không nhìn thấy phanh tay của em nó đâu. Thiết kế phanh tay của em Mẹc nó sẽ là ở đây này. Khi các bác dừng lại, các bác phải kéo cái này lên thì nó mới là khóa phanh tay này. Còn không là không phải là phanh tay đâu nhá, phanh tay của em nó sẽ kéo lên. Gương kính thì cụp chỉnh auto tự động cho em. Túi khí an toàn Mẹc đây ạ, 388 triệu. Nissan Navara màu xanh đây anh ơi. Nissan Navara 550 triệu, số tự động 2018, đời cao gần như là nhất hội rồi. Bên đây thì có một chiếc Innova dành cho những bác nào mà muốn chạy gia đình hay dịch vụ này. Innova đời 2010, giá chào bán chỉ có 275 triệu. Số sàn bản G cho em, 2010. Màn hình Santec, ghế da đẹp căng, điều hòa để 3 vùng nóng lạnh quanh xe, rất là mát luôn. Đi xe thì cực kỳ bình ổn xe cho em này. Innova đây ạ, bản này là 2.0, bản G, biển thủ đô xịn đẹp. Giá chào bán là 275 triệu, số sàn 7 chỗ ngồi nhé. Và bên đây thì em có một chiếc xe Kia Morning. Bản này là bản full đồ. Giá thì rẻ thôi. Giá em này chỉ có 128 triệu, rẻ rẻ hơn một chiếc xe máy SH loại nhập này. 128 triệu, full đồ Kia Morning cho em, đời 2011. Điều hòa mát lạnh luôn. Để cho anh em nhé. Anh Bùi Tuấn ơi, anh để chiếc nào thì chốt cho em đi ạ. Chốt trên livestream bớt 10 triệu bao rút hồ sơ. Chốt đi anh. Innova ít khi mà tìm được một chiếc xe tư nhân mà không qua dịch vụ đẹp như này lắm anh ơi. Đời 2010, đã thế lại còn biển Hà Nội nữa. 275 triệu là giá quá là êm rồi. Quá là êm về cái giá rồi. Chất lượng thì em đã cam kết là không đâm xô cũng như là không ngập nước, nên các anh cứ yên tâm thôi. Còn bên đây thì em lại có một chiếc xe. Xe nào rẻ đâu em, rẻ nhất là 66 triệu anh Đào Duy Lâm ơi. Rẻ nhất là có 66 triệu anh nhá. Đây ạ, chiếc này rẻ nhất là 66 triệu, Matiz tập lái màu trắng đẹp cho em, đời 2008 này. Điều hòa thì mát lạnh cho em. Ghế da xịn sò luôn. Matiz tập lái 66 triệu này anh này. Còn một chiếc Spark nữa thì nó ở bên ngoài cổng. Đây này, em vừa mới ở khu vực cửa, nên em vừa quay rồi. Anh ơi, phải chốt lên, phải nhanh lên, sắp đủ tiền rồi. Ở đây thì em lại về thêm một chiếc xe Kia Morning. Bản này là bản Sport đẹp cho em. Giá chỉ có 150 triệu thôi, biển thủ đô Hà Nội. 150 triệu, bản này là bản Sport đẹp này. Anh nhìn cho em ghế da này, yêu chưa? Lên bộ ghế da yêu chưa? Chất nừ chưa? Củ số bọc lại luôn. Củ số bọc lại luôn nhá. 150 triệu cho chiếc xe Kia Morning đây ạ. Điều hòa mát lạnh, thật sự bây giờ ô tô quá là bình dân rồi. 150 triệu cho chiếc xe Kia Morning bản Sport, xi nhan trên gương đầy đủ này. La răng hoa mà, lăng da la răng này. Thể thao đẹp cho em, biển thủ đô. Giá chào bán chỉ có 150 triệu cho chiếc xe Kia Morning đây ạ. Bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Avel, Chevrolet Avel đời 2017 nhé. Đời rất là cao, form dáng thì đẹp. 2017, giá chào bán 245 triệu. Trang bị động cơ là 1.4. Nhiều xe đẹp quá, em cảm ơn bác Giang Hân này. Các anh chia sẻ hộ em lên nào. Chia sẻ cho em lên trang cá nhân và trang hội nhóm cho em. Muốn xem xe nào thì để lại bình luận cho em ở dưới đây ạ. Gương kính cụp chỉnh auto, đời 2017 mà giá chỉ có 245 triệu. Bên đây thì có một em siêu phẩm Hyundai Sonata, đời 2009, giá chào bán là 288 triệu, biển thủ đô Hà Nội.
đèn bi kết hợp với đèn halogen, đèn gầm đầy đủ cho em. 288 triệu đây ạ. Bên đây thì có Lacetti EX 150 triệu, 200 triệu quay đầu thì khách hàng có nhiều sự lựa chọn mua xe này. 150 triệu có Lacetti EX này, đời 2009 cho em. Chào anh Khánh Trung này, chào anh Khoa này. Bên đây thì có cho em một chiếc xe này, ưng ý này, mua được một chiếc xe mà cực kỳ ưng ý luôn. Một chiếc xe Hyundai i10 bản lề là bản đủ 1.0. Giá chào bán chỉ có 295 triệu. Bản nhập Ấn Độ cho em, biển 34 bánh đậu xanh. Đèn halogen này, đèn gầm đầy đủ luôn. Đời 2014, số tự động nhập đủ nhá, bản đủ đời 2014. Giá chào bán 295 triệu. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Em này khóa cửa rồi. Bên trong thì có màn hình giải trí đề lổ thông minh đầy đủ cho em. La răng thể thao xịn rồi. i10 thì có i10 màu đỏ, màu trắng, màu xám, màu bạc. Nói chung nếu như giờ mà mua i10 thì có nhiều sự lựa chọn luôn. i10 245 triệu, bản nhập đủ, số tự động, động cơ trang bị là 1.0 thôi. 245 triệu. Chào người đẹp, chào bác Xuân Cường nhé. Nắng quá luôn. Chào bác Hoa Cúc này. Nắng không thể nói được luôn. Kia Rio thì em về trước cho mình một chiếc xe đời 2015. Bản nhập Hàn Quốc, động cơ trang bị là 1.4 nhập khẩu, giá chào bán là 325 triệu. Em đang về thêm một chiếc nữa cũng đẹp không kém cạnh, cũng là Kia Rio màu trắng đẹp, nhưng ngày mai em sẽ bật mí khách hàng nhà mình. Bên đây thì em có Ford EcoSport bản Titanium cao cấp, bản này là bản đời 2018 nhé. Form dáng mới này, Eco đời 2018, giá chào bán 535 triệu. Và bên đây thì em lại có cho khách hàng nhà mình một chiếc xe CDX. CDX này là đời 2010, đăng ký là 2011, nhập khẩu, động cơ trang bị 1.4, giá chào bán là 260 triệu. Nhưng mà giải đèn LED thì quanh xe luôn. Một bác chủ cực kỳ ăn chơi cho em nó đèn LED quanh xe nhấp nháy sập sình luôn. Đề lổ thông minh, màn hình giải trí, tối khí an toàn. Phanh ABS đầy đủ 4 bánh này, la răng thể thao, 260 triệu cho chiếc xe CDX đây ạ. Em chào bác Hoa Cúc, chào bác Nguyễn Hiển, chào bác Huỳnh Minh Hiếu này, hôm nay chủ nhật mà. Nên rất là nhiều khách hàng nữ. Bình thường các chị phải làm công ty không thể theo dõi được, tối mới xem thôi, nhưng hôm nay các chị nữ xem rất là nhiều luôn. Lacetti thì em có Lacetti SE đời 2009, bản này cũng là bản nhập này. Động cơ là 1.6, giá chào bán là 193 triệu. Bên đây thì em có Vios đời 2011 màu vàng cát đây, giá cực kỳ béo luôn. Giá là 215 triệu cho Vios màu vàng cát 2011 số sàn nhé. Bên đây thì có bán tải này, bán tải 415 triệu, số này là số tự động nhỉ. 415 triệu nhập khẩu, hai cầu số sàn, à đây là hai cầu rồi. Hai cầu số sàn cho chiếc bán tải đời 2013, 415 triệu thôi. Màn hình giải trí có ghế da xịn sò cho em luôn. Bán tải đây, bán tải rất là nhiều luôn. Xe thì đang về, đang chỉnh thêm một chút nữa, luật nà thì em sẽ lên video này. i10 thì có đây, i10 bản đủ này, biển 30 nhá. Các bác nhìn này, biển 30, 225 triệu là có bản đủ đi rồi. Tập lái thì 85 triệu. EcoSport thì em có 3 chiếc gầm cao, 4 chiếc gầm cao luôn. Gầm cao em về rất là nhiều. Hyundai i10, Kia Morning thời điểm hiện tại thì rất là nhiều sự lựa chọn này. Và bên đây em có cho mình một chiếc Mazda này. Mazda màu trắng kia là một chủ tư nhân số tự động, 385 triệu. Thì đây một chiếc Mazda màu đỏ đẹp đời 2009 này, giá chỉ có 285 triệu thôi. Có lẽ là em xin phép được vào trong văn phòng ngồi nói chuyện thêm cùng với khách hàng nhà mình. Chống ngực đập hơn chống nàng, mặt thì đỏ tía tai, khả năng không nói được nữa. Ngọc ơi mở cửa chị Ngọc ơi, Ngọc ơi. Vừa rồi thì em đã báo giá rất là nhiều những dòng xe. Em ngồi chút chị Hạnh ơi. Hạnh ơi em ngồi chút Hạnh ơi. Cô cho em ngồi một chút, em lắng quá. Vừa rồi thì em đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên Lê Hương nhé. Chào bạn nhé. Lắng quá, em xin phép được vào văn phòng ngồi một chút.
những bác nào thật sự quan tâm mẫu xe nào thì để lại bình luận ở dưới cho em ạ. Để lại số điện thoại ở dưới cho em. Ui chị ơi, em hút chết. Xít em mất ở ngoài kia luôn. Em chào bác Hoài Phong này. Mồ hôi gọi là ướt đẫm người luôn. Em chào anh Tạ Văn Độ này. Các anh xem xe nào vừa rồi thì em cũng báo giá rất là nhiều xe rồi. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em ạ. Vào văn phòng tính người. Để lại số điện thoại cho em nhé. Rất là nhiều xe luôn. Cắt xả lỗ cho mình. Cắt xả lỗ khách hàng nhà mình. Rất là nhiều những đầu xe đã được chào bán với em Lê Hương này. Em chào anh Giang Nguyễn nhé. Chia sẻ họ em Lê Hương lên trang cá nhân và họ nhóm giúp em. Để lại số điện thoại cho em ở dưới phần bình luận nhé. Rất là nhiều xe luôn. Nóng quá nên em phải chạy thôi. Khả năng là em xin phép ý kiến khách hàng nhà mình là nếu như mà em live stream buổi tối thì có được không ạ? Chứ lắng như này không thể chịu được. Chào bác Nguyễn Tân này. Xe nào thì em cũng về rất là nhiều. Giảm xả cắt lỗ cho mình rồi. Những bác nào thật sự quan tâm thì để lại số điện thoại cho em nhé. Những bác nào mới hôm nay xem buổi báo giá của em thì em cũng xin tự giới thiệu. Em là Lê Hương Ô Tô Hải Dương này. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Bên em thì luôn có rất là cả những đầu xe này, từ vài chục triệu này, vài trăm triệu, thậm chí là hơn 1 tỷ thì em cũng có. Đa dạng về tất cả màu sắc cũng như là chất lượng thì cực kỳ đảm bảo luôn. Những bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại, kết nối Zalo cho em qua số điện thoại 035 460 2790. Còn bây giờ thì em xin phép và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào buổi trưa ngày mai. Mong rằng ngày mai thì thời tiết nó sẽ dễ chịu hơn thì em sẽ làm buổi báo giá live stream kỹ hơn và dài hơn nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Bác chờ Mùi vào muộn quá rồi, bác giao lương nhé. Hẹn anh ngày mai nhé, 11:30 ngày mai ạ.